bạn, chào mừng các bạn lại quay lại với PR Channel. Mình là tiến sĩ bác sĩ Trang PR. Đây là kênh TikTok của mình. Nếu bạn nào đang theo dõi trên kênh YouTube thì nhớ sang TikTok để follow nha, vì mình sẽ có rất là nhiều video trên đó. Rồi hôm nay sẽ là một video hơi dài một xíu, nói về chăm sóc đôi mắt như thế nào. Thực ra là mình là một người rất là quan tâm đến đôi mắt đó. Mình không biết là từ bao giờ mình đã quan tâm đến đôi mắt như thế. Như từ rất lâu rồi, trước khi mình học về y hay là về da nữa, thì mình đã rất là care về đôi mắt rồi. Thì mình đã chứng kiến kiểu nhìn mọi người, rất là nhiều người có nhăn mắt, rồi trũng mắt, rồi trông nhìn vào đôi mắt là biết là bao nhiêu tuổi các bạn. Thế thì sống đến tuổi này thì mình cũng có một vài cái đúc rút muốn chia sẻ với các bạn về việc chăm sóc đôi mắt như thế nào nhá. Thì liên quan đến nhiều, rất là nhiều vấn đề. Rồi bây giờ đầu tiên chăm sóc như thế nào thì thứ nhất là phải bảo vệ nó đã. Thứ nhất là chúng ta biết là cái da mắt khá là mỏng manh và khô hơn so với những da vùng xung quanh, thì đầu tiên là mình phải giữ ẩm cho đôi mắt. Thế dưỡng ẩm cho đôi mắt thì các bạn hoàn toàn có thể dùng cái loại dưỡng ẩm bình thường các bạn dùng cho mặt, để cho mắt cũng được. Như mình chưa có một kinh phí đủ để mua một cái kem dưỡng mắt riêng. Và tránh không dùng những cái loại có axit mạnh cho vùng mắt các bạn nha. Nếu có dùng thì chỉ dùng ở cái nồng độ rất là thấp mà thôi, hoặc là 1-2 buổi một tuần. Ok. Còn những bạn mà cái da mắt đã vô cùng nhạy cảm, dễ kích ứng thì tuyệt đối là không dùng những loại có axit nha các bạn. Là thứ nhất. Thứ hai là bôi kem chống nắng cho vùng mắt. Các bạn hoàn toàn có thể dùng kem chống nắng cho mặt để cho mắt. Một số bạn có vùng mắt hơi nhạy cảm, đặc biệt với cồn hay hương liệu vân vân, thì mình có thể chọn cái loại kem chống nắng mà nó dạng vật lý và không chứa cồn. Thì thường những cái dạng vật lý không chứa cồn nó sẽ ở dạng hơi kem một chút, ít khi là dạng lỏng đó các bạn. Đây là một cái tip để cho các bạn chọn kem chống nắng. Rồi, thứ ba đó là không được dụi mắt. Tuyệt đối không được dụi mắt như thế này. Việc dụi mắt ấy, khi các bạn ngứa hay khó chịu vùng mắt thì cách dụi mắt là gì? Là các bạn hãy ấn tay vào vùng mắt như thế này nè, đó, hoặc là dùng cái phần mềm của tay để ấn vào như vậy. Thế thôi, mình không có gì. Vì khi mà gì thì chắc chắn là sẽ tổn thương cái da vùng mắt rất là nhiều. Rồi, một cái điều chú ý nữa đó là không có nhổ lông mày. Tuyệt đối không nhổ lông mày thì sẽ làm da vùng mày dễ bị sụp nhanh hơn so với bình thường. Nhớ là phải đeo kính khi đi ra đường. Bây giờ kính có rất là nhiều loại khá là tốt rồi, vừa chống được UV vừa chống được blue light, thì các bạn nên đeo kính nha. Thì các bạn bị cận đi chăng nữa thì bây giờ có rất là nhiều các cái tròng kính tốt rồi, là mình có thể chọn những cái loại như vậy. Đó. Rồi nếu như các bạn thấy mắt của mình, da mắt, vùng mắt ấy, nó có cái vấn đề gì thì các bạn nên can thiệp sớm luôn. Đừng để nó bị quá là nặng rồi ấy, thì việc can thiệp sẽ tương đối là khó để đạt được cái hiệu quả tốt. Điển hình thứ nhất là Botox cho vùng nhăn đuôi mắt và cả vùng nhăn trán lẫn cau mày luôn. Tại sao mình nhắc đến cái vùng nhăn ở phía trên này? Bởi vì khi các bạn làm cho cái da vùng trên nó bị cử động quá nhiều thì sẽ làm cho cái vùng mắt dễ bị sụp hơn so với bình thường. Thế nên các bác sĩ khi quan tâm đến vùng da mắt thì sẽ quan tâm luôn cả vùng trán và vùng xung quanh nữa, để đảm bảo rằng cái da vùng này nó không có bị di động quá nhiều thì sẽ giảm cái tình trạng mắt mình bị sụp quá nhanh nhé. Rồi, tiếp theo là với cái da vùng mắt ấy thì thường nó khô hơn bình thường ha. Hiện nay có rất là nhiều các cái dạng tiêm cho da vùng mắt rồi, chứa các cái thành phần như là HA rồi axit amin vân vân, các cái dạng chất tăng sinh cho vùng mắt cũng đã bắt đầu được sử dụng để làm đầy lại cái hốc mắt này, rồi làm da vùng mắt được trẻ trung và săn chắc lại, thì hoàn toàn có thể sử dụng những cái phương pháp này nếu như các bạn thấy bắt đầu có những cái dấu hiệu của tuổi tác ở vùng mắt nha. Mình nên dùng sớm chứ dùng muộn quá thì hiệu quả nó rất là thấp. Rồi các cái máy công nghệ cũng có thể được sử dụng cho kết hợp trong cả việc chăm sóc vùng mắt nữa. Ví dụ như là điển hình là HIFU trong việc nâng cung mày, giảm bớt vùng mỡ thừa ở cái mí mắt trên. Đó là có thể dùng HIFU này. Rồi các cái máy RF cũng có những cái đầu dành cho mắt riêng, cũng khá là hiệu quả đối với đôi mắt. Kể cả RF kim hay là RF đơn cực hay đa cực ha. Thì ngay mình là một người rất là quan tâm đến đôi mắt, nên là mình có riêng một gói chỉ để cho mắt thôi ấy, để phòng cái trường hợp là bị sụp mí quá nhanh này, rồi giảm các nếp nhăn này, đầy trũng trở lại này. Và cái trũng mắt ấy thì nó có nhiều phương pháp để giải quyết, trong đó có một cái phương pháp mà các bạn thấy nghe rất là nhiều, đó là sử dụng filler HA để làm đầy vùng mắt, đúng không? Thì thực ra nó là đúng, nó không có sai, chỉ là cái cách làm đôi khi là mình làm không đúng thì nhìn nó bị xấu thôi. Tuy nhiên cái cách mà để lâu dài hơn mà bây giờ bác Trang tiếp cận
và giải quyết cho khách hàng của mình ấy, cho các bạn bệnh nhân của mình. Đó là mình sử dụng các cái chất tăng sinh để làm đầy cái vùng trũng mắt này. Thì nó rất là tự nhiên và hiệu quả nó càng ngày càng tăng ấy, chứ nó không có bị sụt giảm dần. À, một cái chú ý nữa là các bạn cũng nên bổ sung một vài các cái dạng vitamin cho đôi mắt. Thì ví dụ như vitamin A này, vitamin D này, rồi kẽm này. À, và nhớ là ngủ đủ giấc. À, đồng thời là mình nên đừng sao nhỉ? Mình nên dễ tính một tí ấy, thì cái đôi mắt của mình nó cũng hiền dịu và dễ chịu hơn đấy các bạn. Hơi xào một tí nhưng mà đấy là cái quan sát của mình. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Chúc các bạn có một ngày thật là đẹp nhé.